xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, đây là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế để nói về một chủ đề, đó chính là tình yêu. Cứ tưởng như là một cái chủ đề đơn giản, nhưng mà có thể nói rằng bao nhiêu đời nay, bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã cố gắng để mà nói lên cái đề tài này. Và chúng ta dường như cũng vậy đúng không ạ? Có thể là yêu rất nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn luôn luôn có một câu hỏi rằng là liệu rằng mình yêu đã đúng cách hay chưa? Cho nên các bạn phải xem chương trình Giải Mã Tình Yêu. Bởi vì chúng tôi tin rằng là nếu như các bạn chưa xem chương trình này thì chắc chắn là các bạn sẽ không kết hôn được đâu. Và mỗi tập đi qua, chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề khác nhau của những người vẫn còn đang cô đơn nhưng vẫn khắc khoải về tình yêu. Đầu tiên là biệt đội chính cô gái vô cùng được dị dạng. Được giới thiệu biệt đội soái ca. Chúng ta sẽ có hai anh chàng điển trai đây là V A và V Max, rất điển trai, rất vui tính và vẫn còn đang độc thân. Thưa quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất đặc biệt. Các bạn sẽ không nói bằng lời mà sẽ vô lên ngập ngùng, vô lên ngập ngùng. Vô đi anh hát chứ. Ủa sao vậy? Dạ cần anh nói với anh hát gì. Đổi chứ. Dạ thôi anh nói đi anh. Dạ nói chủ đề đi anh. Thưa quý vị, đó là một phút vui thôi. Thật ra chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chủ đề tình đơn phương. Nhắc về chủ đề này nghe thì hấp dẫn đó, nhưng mà cũng nhói lòng lắm. Thôi thì chúng ta hãy cùng lắng nghe xem các biệt đội của chúng ta ngày hôm nay sẽ trò chuyện về chủ đề này như thế nào. Và chúng ta vẫn còn một nhân vật đặc biệt nữa sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó chính là một anh chàng không chỉ điển trai, không chỉ cao mà còn khỏe. Nên thưa quý vị, ta có tay để cùng chào đón Lincoln. Xin mời Lincoln. Đẹp trai quá. Tôi còn thấy đẹp chắc nó kế bên đây. Mê dữ lắm ha. Chủ đề đã rõ rồi đúng không ạ? Một cái chủ đề nghe thì vui, nhưng mà nếu mà ai mà trải qua cảm giác này rồi thì buồn dữ lắm, khắc khoải dữ lắm. Thôi thì chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay để xem ai là người đã từng yêu đơn phương trong đây nhé. Thầm thương soái ca đi mô tô, người ta có bạn gái rồi mới tiếc nuối. Ai chà chà chà, cô gái nào đây ta? Thầm thương soái ca đi mô tô. Em anh ạ. Rồi xin mời em chia sẻ đi. Dạ em xin được chia sẻ với lại các chị với lại các anh là cái câu chuyện của em là hồi năm lớp 12. Dạ, đó là tình yêu gọi là yêu đơn phương hả anh ạ? Anh đâu biết đâu. Em đang kể mà. Nói chung là tình yêu một mình đó. Là em học lớp 12, ta học lớp mấy? Thì người ta lên lớp 12. Người ta học lớp 12 thì đi mô tô luôn. Gì phạm các bạn nhau không? Đúng rồi, không vậy mà em cũng yêu được hả? Anh bảo kỳ quá à. Để em kể nha. Là lúc đó thì cái bạn đó thì học khác trường. Nhưng mà em biết là cái lần là bạn đó qua trường em chơi. Thì em thấy mà em là cái gu của em là kiểu là to con, soái ca. Không cần soái ca cũng được. Không, thật sự là không phải là soái ca mà là kiểu là lực lưỡng. Em chết là một cái chứ đi vòng vòng là quá luôn. Anh bảo kể là Bad boy đúng không? Em gặp người ta cái là em bị choáng. Cái kiểu giống như anh VA vậy á. Đúng là kiểu vậy á. Em không biết là bên trong của anh VA làm sao nhưng mà bên trong của anh VA làm sao nhưng mà mình thấy bàn gì bên trong được không? Về cái vóc dáng là như vậy á. Đó, nói chung là rất là đẹp trai. Thì hồi đó còn học sinh, nó còn nhỏ nên là thích lắm. Mà đi mô tô nữa. Xong rồi một khoảng thời gian thích thôi nhưng mà không nói gì hết. Thì em vô tình em có kết bạn Facebook với anh đó. Dạ, kết bạn Facebook. Rồi nói chuyện thì biết là bạn này rất là thích mô tô. Mà nhà em á, là anh trai em á, cũng là trong hội mô tô. Và là cái người mà am hiểu về mô tô. Nên là đôi khi á, là em không rành nhưng mà em cứ nghe luyên thuyên bên tay của mình đó là anh hai em cứ bàn về mấy cái dòng xe á, riết là em cũng biết một chút. Nên là khi mà bắt chuyện và để nói với các bạn này thì em lại em lại nói về mô tô. Nên là hai người có cái chủ đề để nói chuyện với nhau thì đó. Xong rồi bạn nói các bạn gái Là có trước khi biết em hay là... Bạn nó đi du học xong rồi có bạn gái à. Có sau. Sao em không tỏ tình với người ta? Thôi tỏ tình làm gì. Em á là kiểu là hồi đó là em rất là ngại. Em chỉ là thích thì thích để trong lòng một mình biết à. Còn ở ngoài là em vẫn muốn là làm bạn bè bình thường thôi. Ý là rắc tính cho vui gì đó à. Ủa vậy đâu gọi là yêu đơn phương em? Đâu, em rất là thích bạn đó mà. Thích xong tỏ tình? Không, em không muốn tỏ tình. Tại vì em sợ là nếu mà mình tỏ tình á là... Đồng ý hả? Không, lỡ bạn đó hả mà có bạn gái rồi hay là em bị từ chối thì sẽ rất là quê. Ừ. Nên là em chọn cái phương án là làm bạn bè, nói chuyện này nọ. Nhưng mà sau một thời gian thì em phát hiện là bạn này là đi du học thì có bạn gái rồi á. Nên là thì thôi em không nói chuyện nữa. Thì thôi, chúng ta là người dưng với nhau từ đây. Ủa em yêu bạn đó đơn phương khoảng bao nhiêu lâu? Chắc khoảng một nửa năm á. Còn dài dữ ha. Học sinh, anh nghĩ đi, một học kỳ có bao nhiêu tháng mà yêu hết 6 tháng rồi. Nhưng mà cho anh hỏi là cái khoảng thời gian đó hai người có đi chơi với nhau không? Dạ tất nhiên là không ạ. Tất nhiên là không mà nói chuyện. Là không luôn hả? Dạ tại vì không, ở đây là nếu mà đi chơi là có thân hơn, mà như vậy là đã tỏ tình rồi. Mình đã rủ người ta đi chơi hay như thế nào đó là mình đã nói cho người ta biết là mình tỏ tình. Nhưng rồi mà người đó đã có tự vô tình nắm tay hay là vô tình làm cho em kiểu? Đâu, chỉ là nhắn tin thôi mà đâu có không có tiếp xúc luôn đúng không? Mà em có thấy là bạn nó có vẻ gì là thích em lại không? Dạ. Nếu mà không thích sao nhắn tin nói chuyện nhiều được, đúng có rồi. Bạn gái đã không phải đâu, em nghĩ là ai cũng lịch sự á, là con trai á thì mấy anh á ai cũng sẽ lịch sự, mà khi có một người mà hỏi mình hay là quan tâm mình thì mình sẽ trả lời lịch sự chứ đâu nhất thiết là mình thích hay cái gì đâu. Nhưng mà trả lời hoài cũng bị phiền đấy. Thì tất nhiên người ta phiền người ta để trong lòng á, còn cái em là em dạy cái gì em không kiểu là em không biết người ta phiền. Nhưng mà em bị nói. Ủa phải không? Em đang nói tốt cho người ta hả? Ủa em đang nói tốt cho người ta không phải. Ủa chứ dạ đây là nói tốt cho người ta mà. Không, cái kiểu là nói chung là em nó thì nói chung là hồi đó thì chưa có tâm lý, chưa có hiểu nhiều đâu. Ừ, bây giờ em biết là mình không nên nói nhiều như vậy. Nhiều người, tại vì tùy tính cách mỗi người, nhiều người người ta không thích người ta sẽ xem đó là phiền phức. Nhưng nhiều người thích thì người ta để trong lòng, người ta không nói ra thì mình cũng không biết. Nói chung là bây giờ bạn đã có bạn gái rồi và hai người là hai cuộc sống khác nhau. Thì đó là kỷ niệm đẹp đối với em. Bản thân người nam đó có biết là em thích họ không? Không có tỏ tình mà. Nếu như mà anh ơi, nếu như mình biết thích họ là tình đơn phương, tôi thoại dùm cho luôn. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh nè, nếu mà em đã thể hiện như vậy á, em hay nhắn tin hỏi bệnh vậy á thì nếu mà anh là bạn đó thì anh nghĩ anh cảm nhận được, anh cảm nhận được rồi, có tình cảm, có chính xác. Không, nhưng mà nếu mà các bạn nam có thích những người con gái nói nhiều như là Mai Trâm đây không? Tùy ạ. Tùy hay nói gì má? Tùy nói gì. Trâm nói nhiều cho vô nhà vô cửa mà. Nói dễ thương thì nói dễ thương thì, nhưng mà nhiều khi nói vô duyên quá thì không được. Nhưng mà chốt lại là mối tình đó chỉ có nhắn tin thôi, không có đi chơi gì hết. Dạ đúng rồi, thì thích thầm mà. Không có bất kỳ gì hết. Mới 10 lớp 12 mà. Vậy mới gọi là đơn phương. Thì như vậy gọi là đơn phương. Thích em quá Bích Trâm ơi. Quá luôn á, giờ sao Bích Trâm? Ủa anh bảo em có thể nào mà em điềm đạm lại giống như chị Lúc Vân Kim Anh không? Ok em sẽ em nhìn chị Lúc Vân cái đi. Bảo về lại đi, bảo về. Chị không có gì cũng đi kể nữa là như thế nào vậy? Hả? Sao anh Bảo lấy cái búa gọi lên đầu em vậy anh Bảo? Lần sau sẽ kiểm duyệt nội dung của em hiểu không? Tình đơn phương. Tôi cứ ngỡ là người ta sẽ mở hàng cái gì đó mà ước ác lắm, kiểu rằng là mọi người có biết không? Ngày đó em là một cô gái học sinh bé bỏng. Không phải. Thích anh kia lắm. Anh Bảo. Anh đi theo cuộc đời em mà cũng như là trời ơi, trời ơi. Anh cho người ta nói kìa. Anh Bảo kỳ quá à. Đâu phải ai cũng xếp xuống và dài dòng lên lên như anh Bảo đâu. Đi ra ngoài kia nhanh và luôn. Em không biết là cái quãng trời thơ ấu và học sinh của anh Bảo nó xến xúa đến mức nào. Khỏi luôn. Mình chuyển câu chuyện thứ hai đi nè. Câu chuyện thứ hai có điều như sau: âm thầm thích hot boy bóng rổ. Lại là bóng rổ. Chơi bóng rổ. Tôi ghét bóng rổ lắm. Lát hồi tôi nói tại sao cho nghe. Không dám nói để rồi ân hận khi bạn thân cướp tay trên. Tôi nói thiệt, ngày xưa á, con gái nào mà đặc biệt là học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên đều mê bóng rổ hết. Trên bàn này có luôn à, trên cái hội này có người thích bóng rổ luôn nè. Tôi biết luôn á, mà tôi không nói tên ai đâu. Hà Kim Thanh ha. Có gì phải của em không Kim Thanh? Em không có gì muốn nói đâu. Ủa không phải của em hả? Dạ của em. Ủa của em hả? Ok mời em. Anh nói lý do tại sao anh ghét mấy bạn trai mà bóng rổ? Em cũng muốn biết. Ủa thì chuyện đó bình thường mà tự nhiên. Tại vì em thôi. Tự nhiên cái là người ta được nhiều người gái con cái thích quá, con gái thích mình hết, mình ghét người ta chơi em cũng vậy. Đúng không? Đúng rồi. Ủa mà kiểu là con trai thích thể hiện lắm, kiểu là cầm bóng đổ anh đi nè đó. Xây nè. Xong rồi. Bởi vậy tôi tướng là đi bơi học lý. Trong khi đó tôi hay không, tôi đi bơi tôi khoe người đâu đâu ai nhìn đâu, mà dưới nước đâu ai ngắm đâu. Bởi tức lắm, ghét lắm. Anh Bảo ơi, anh Bảo sến rồi, anh Bảo. Ủa nãy giờ đâu em nói đâu ai mời lên đâu. Không mời em hết trơn. Không ai chơi cho ta bỏ tay xuống. Misoa kể câu chuyện. Đó giờ diễn đàn Misoa nè. Thì câu chuyện này là xảy ra năm cấp 2, là năm lớp 7. Là lúc đó chưa có biết yêu, chỉ là thấy là bạn này là trời ơi cool quá, một bạn rất là cool boy, rất là cao, vai rộng và chơi bóng rổ trong trường. Thế là học chung một lớp, bạn đó là học sinh cá biệt cho nên bạn đã ngồi tuốt phía đằng sau. Lúc nào thì kiểu mà kiểu thích cái gu mà bad boy từ hồi nhỏ không. Xong có một lần thế là mình kiếm lý do là để tiếp cận mục tiêu là xin cô chuyển chỗ xuống bàn cuối ngồi, xuống như bàn cuối ngồi, tức là bạn đó ngồi phía cuối thì mình sao ngồi phía trên. Cái lâu lâu cũng thích, cũng hay xuống, quay xuống, nhưng mà lúc đó trời ơi, rất là khờ mà giống như là ngu vậy đó, không có dám nói gì hết, chỉ quay xuống làm bộ rất gom, quay xuống lụm nhìn cái rồi quay lên, không có dám nói bất kỳ một cái gì hết, rất là nhát. Em rớt bao nhiêu cục gom? Em rớt gom, rớt bút chì, xong em rớt nguyên cuốn tập, em rớt nguyên cái tập, em quay xuống em nhìn lên thôi. Em có rớt con tim mình theo người ta không em? Từ lúc mà bạn bóng rổ là anh nhìn đó, ngày tốt là bạn nó chơi bóng rổ là con tim em là nó tưng lên tưng xuống giống như bóng rổ của bạn đó rồi đó. Xong rồi cứ thích vậy thôi mà không có dám nói, mà nó rất là hiền, là mỗi một ngày là giống như bạn nó thành cái động lực cho mình là đi học, là chị thích đi học là để tới là sẽ được gặp bạn đó. Xong rồi cứ im không dám nói, sợ ơi là sợ nhát dã man, cứ mỗi lần gặp bạn đó một cái là tim đập từng thịt rồi. Có quen không? Không, nếu mà quen thì đâu phải là tình đơn phương. Anh Bảo Sến hỏi kỳ ghê. Có đây là bạn Bảo Sến, tôi biết đây là Bảo Sến. Tôi chỉ kể câu chuyện ngôn tình thôi. Em hiểu nói Bảo ngôn tình được, hiểu không? Ừ, anh Bảo ngôn tình. Ủa gì vậy? Hai người chị biết sao tiếp tục. Ok, chị vô tiếp tục. Thì cho đến một ngày thì cái cô bạn thân, ngày xưa là hai đứa là ngồi thân chung bàn phía trên, mà lúc sau chuyển chỗ thì do là cứ một học kỳ là sẽ đảo chỗ, thì bạn đó qua khóc bên kia ngồi, hai đứa không ngồi chung với nhau nữa. Và có một ngày đẹp trời thì bạn ấy rủ xuống căng tin ngồi nói chuyện, nói là ê tao thích là tao với thằng đấy đang quen với nhau. Cái mình như kiểu là trời, giống như là mình chết rồi vậy đó. Tức là kia là con bạn thân của mình và đây là một cái người mình thích. Mới lớp 7 thôi đó. Thì bạn thân cướp bồ đó. Nhiều là cái này đâu phải là cướp bồ. Chị Misoa, nhưng mà lúc đó đó là sau khi mà biết được như vậy á thì chị còn chơi với cái bạn thân không? Thì vẫn chơi bình thường thôi, thì mình đâu có phải là đúng rồi. Từ ban đầu mình đâu có nói với bạn kia là mình thích bạn đó. Nói chung là cái chuyện là mình tới sau mình chịu thôi em. À vậy hả? Hiểu không? Người ta tới trước rồi thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Đây cũng một vấn đề lòi ra nè. Các bạn nam, các bạn nữ thường á là các bạn thích ai là người chủ động hơn trong cái chuyện tình cảm? Nó tùy vào thường thì đúng là con trai sẽ đưa ra tín hiệu. Nếu mà con trai cũng nhận được cái tín hiệu của từ bạn nữ đó thì con trai sẽ là người chủ động mở lời ra nói. Nhưng mà nếu vẫn không nhận được cái tín hiệu luôn thì chắc cũng sẽ im luôn. Nhưng mà có trường hợp không đọc được tín hiệu, hiểu không? Thì đó là đưa cả nhà im luôn. Anh đừng coi lôi cái trường hợp mà. Đúng rồi, không đọc được tín hiệu là cái trường hợp của em á. Là em không có cảm giác gì với con trai hết đó hả? Dạ không phải, là cái anh kia đó không đọc được tín hiệu của em đó. Không khớp, không khớp. Chắc tín hiệu của em gửi đầu ngoài vũ trụ, của em. Không đọc được em ơi. Em phải đúng là đọc được liền luôn á. Anh Bảo không tình kỳ. Anh không có gì thôi. Không, mà trong câu chuyện đó bonus thêm một điều nữa là lúc mà Misoa thích bạn nó thích lắm luôn á, trong lòng như có lưỡi mà lúc nào cũng là lạnh lùng ghê. Trước mặt là đi ngang mà không quan tâm, nhưng mà tim trong tim là kiểu là thình thịch. Rồi đến năm đại học á, thì gặp lại, thì tức là cách đây khoảng 5, 6, 7 năm trước thì gặp lại bạn đó, tức là có liên lạc lại thì đã định là gặp bạn đó, nói rằng là ngày xưa mình thích bạn kiểu này kia. Nhưng cuối cùng là coi hình trên blog 360 bạn đó là bạn đó đã chụp hình cưới và kết hôn rồi. Lần thứ hai trong cuộc đời. Yêu đơn phương, thính đơn phương, mà thính từ năm này qua năm khác luôn vậy đó. Động lực để chấp nhận được. Cái câu chuyện của Misoa với cái dạng giống như vậy á, người ta thích người ta mà không nói, mà bà làm lạnh lùng để cho người ta thích mình lại á. Thì nếu mà đi kể cho mấy cô mấy gì ở dưới quê mà nghe mấy cô nói ai kêu mày ngựa chi, không có lời của mấy gì với lại tôi nhá, đừng đánh giá tôi tội nghiệp tôi rồi đó. Thôi mình rút kinh nghiệm ha, bớt lại rồi. Câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, dùng mọi thủ đoạn theo đuổi hot boy bóng rổ. Nữa này bóng rổ nữa có sai đâu, hot boy bóng rổ là người yêu của tất cả các bạn nữ hồi còn trẻ. hiểu không? Tập biết nè. Đẹp trai mà. Bây giờ đẹp trai hơn cô gái. Nhưng ngậm ngùi thành em gái mưa vì hot boy thích cô bạn thân. Ủa ai câu chuyện giống nhau quý vị? Ủa ai vậy? Em của chị. Ủa em. Cái gì? Ai? Lúc Vân sao? Em hồi lớp 12. À là lớn hơn là cấp 3 rồi hả? Lớp 12 á, anh 12. Học ở lớp 12, lớp 10, cấp 3. Thì là để em tả cho anh nghe. Em tả theo ngôn tình. Đúng ý anh luôn á. Ok, mời em. Em với anh đó là học cùng buổi sáng. Lớp 10, em lớp 10, lớp 12. Thì mỗi lần mà ảnh đi vô trường á, anh biết cái người của ảnh giống như trong mấy cái phim mà phim drama mà tỏa luồng sáng không? Trong quay slow motion á. Mà bling bling là có đó, bling bling à, đúng rồi. Và ảnh rất là đẹp trai luôn. Lúc thời đó là ảnh cao 1m8. Ảnh là đội trưởng đội bóng rổ ở trường em. Mà hả, mũi thì thẳng băng. Mà em thì gu của em là thích con trai mũi cao. Đó, gu của em từ nhỏ đã vậy rồi. Gu em khó đó. Cái em vô trường là em đi địa ảnh đầu tiên rồi. Nhưng mà ảnh lại học giỏi nữa anh, giống như con nhà người ta vậy á. Lớp chuyên toán anh. Trời ơi. Chuyên toán chơi bóng rổ. Chuyên toán chơi bóng rổ và đội trưởng của đội bóng rổ. Đó, thì hỏi sao không mê. Cái hả mà thường em không có xuống dưới sân trường chơi. Dạ, em lầu của em học bên đây, lầu của anh học bên kia. Mỗi lần đến tiết mà tiết 2, tiết 3 là em từ bên đây em nghía qua bên kia. Ảnh học bài em cũng coi. Ảnh ra hành lang học bài em cũng ngồi em coi. Ảnh đi xuống dưới, ảnh chơi bóng rổ em cũng đứng đây em coi. Năm đó sao em lên lớp được? Em vẫn lên lớp đều mới là hay. Rồi, đến một hôm em cảm thấy bây giờ là như vậy, coi hoài vậy không được rồi. Cái em mới quyết định là em xuống sân trường. Thì ảnh chơi bóng rổ, em ngồi xuống ở gần đó mà ngồi ngu. Ngồi sau mà ngay cái lưới, mình ngồi sau cái lưới. Rồi quất một cái bóng rổ vô mặt em luôn anh. Mà ảnh quất. Ôi sướng. Quất. Anh thấy là nguyên một cái bóng rổ tạt ngay vào mặt em luôn. Có cảm giác làm sao em? Em đau lắm chứ anh. Nhưng mà em thì cái phê không? Phê đau lắm. Đau lắm. Đó, nói chung là khỏi lại. Rồi cái em ấy cái ảnh hỏi sợ quá, cái ảnh mới chạy là nguyên một đổ bóng rổ luôn. Trời ơi xin lỗi em, sao tự em ngồi đây chi vậy, tôi tự nhiên tụi anh chơi thì em ngồi đây. Không sao đâu anh, đừng quan tâm em, không sao. Mà trong lòng trời đau quá. Rồi sau đó là từ lúc đó thì em với ảnh có connect với nhau rồi. Đâu có cần phải không biết ở đâu. Thì em mới bắt đầu là nói chuyện thân với các bạn bè thân của ảnh. Rồi sau này thì là tự nhiên thân dần đi. Thì em không có đi học bằng xe đạp, thì em mới nhờ ảnh đi học bằng xe đạp, bằng xe cuộc. Thì hôm đó em mới giả bộ, em nói là anh chở em ra cái xe buýt thôi anh. Em đi bộ hơi xa. Rồi ảnh chở như giống như trong phim ngôn tình vậy đó. Ảnh to mà ảnh chở cái xe đạp, em ngồi phía sau vậy nè. Có mắc mưa không chị? Có mắc mưa không? Không mắc mưa mà vui lắm. Nhưng mà được thời gian thì em với ảnh cũng nói chuyện rất là nhiều. Tại vì em cũng thân với là mấy anh ở trong đội bóng rổ nữa. Thì một hôm tự nhiên ảnh kêu em ra, cái em cũng ra. Cái ảnh nói con bé bạn em tên là Trúc. Trúc nó có bạn trai chưa? Em cũng không có nói, em nói em cũng không biết nữa. Thì ảnh mới nói là anh thích Trúc bạn em lắm, em có thể nói giùm anh được không? Nói giùm anh được không? Tèo nghe mà giống như là nhờ làm mai giùm vậy đó. Em bình tĩnh lắm anh, đó giờ em luôn bình tĩnh. Ủa vậy hả? Anh thích bạn, em thích anh thích chứ hả? Trời ơi, gì đâu, để em về em nói cho, gì đâu. Cái ổng, ủa vậy hả? Nói giùm anh nha. Ok anh. Trời ơi, về khóc quá, về khóc. Vậy thôi hả? Dạ, vậy thôi đó. Ủa, anh thấy là em dùng mọi thủ đoạn mà. Thì có, không, thủ đoạn đó anh, dùng mọi thủ đoạn là nhiều thủ đoạn. Cố tình ngồi ngay đằng sau cái lưới đó. Anh tưởng thủ đoạn phải là cỡ như là giống như em biết rồi, em nghe rồi nha. Xong rồi về, ê Trúc, ông kia ghét mày lắm. Vậy mới là thủ đoạn chứ. Em vẫn là một cô gái tốt nên thành ra là em xấu tính. Em vẫn nói với bạn em luôn. Em nói ê, ổng thích mày lắm á. Con bạn em được. Ủa gì tệ ông chứ. Đâu thích đâu. Trời ơi, con tim này đâu thêm một lần. Đâu thêm một lần nữa. Cái em mới kiểu như vậy thôi, nhưng mà lúc sau thì bạn em nó nói là nó không thích anh đó. Thì lúc sau thì là tụi em vẫn là bạn bè bình thường với nhau. Rồi ảnh thì ảnh đi học xong ảnh ra trường, rồi xong đó em lên lớp bình thường rồi. Mà câu chuyện kết thúc cũng không có hậu luôn. Tới từ luôn à. Kiểu gặp những bạn nam mà lung linh tỏa nắng như vậy là Nhã cũng có gặp trong cuộc đời của mình, nó kiểu thích lắm mấy bạn mà. Thì vậy giống như anh Bảo. Không, dạng cái Ủa sao chê chê nhạc chê chê cái gì nhạc lắm luôn. Không. Vậy là hàng dạt rồi. Mới nói gì vậy bạn? Đâu nãy mới nói gì vậy Bi? Em đâu nói đâu, em thấy chị nhạc hơi dạt dạt. Thế còn Saki, em có yêu đơn phương ai bao giờ chưa? Năm nay em thì em chưa có yêu đơn phương ai, nhưng mà kiểu như mới gặp qua lần đầu thấy như là anh đó đẹp trai, sói ca hay là ga lăng hay gì đó thì em cũng như là cảm nắng. Mà yêu đơn phương thì thật ra là chưa có, mà tại vì em thì bạn nào mà tỏ tình với em trước hay gì đó thì em mới bắt đầu có tình cảm và tìm hiểu. Nhưng trước giờ em chưa có yêu đơn phương ai cả. Tức là khi nào người ta tỏ tình là mình đều đáp lại hả? Không đáp lại, nhưng mà đi sẽ tìm hiểu người đó như thế nào, nếu mà hợp thì mới bắt đầu quen. Như là Saki là chưa yêu đơn phương ai bao giờ. Dạ. Ba cuộc đời cô gái này bình lặng quá nha. Câu chuyện tiếp theo. Em đã từng đơn phương một cô gái tomboy. Wow. À, thú vị. À, cái này cô hay gái. À, thử coi ai. Cái không này coi. Hay à. Ai không rỗ trong này. Ai đâu không rỗ được. Trời ơi, Hồng Ân, xin mời em. Cái này là từ lúc em mới vô trường Nhân Văn, là năm nhất á. Nhân Văn mà người ta hay gọi là nữ nhi quốc đó. Trường có rất nhiều con gái á, mẹ với nhiều người lắm. Nói là vô đó rồi đừng có để mình kiểu như là con gái, mình thích con gái rất là kỳ á. Tại vì ở quê người ta cũng còn kiểu như là nghĩ có những cái suy nghĩ phù hợp. Dạ, kỳ thị mấy cái đó. Thì em cũng bình thường, em nghĩ là con không bao giờ thích con gái đâu, tại vì con rất là thích con trai. Kiểu vậy cái. Nhưng mà tự nhiên vô trường mà em không biết sao, em không biết vì lý do gì luôn mà cái suy nghĩ trong đầu em nó tự nhiên nó thay đổi, là người ta hay nói là bị gay với lại bị less, đúng không? Nhưng mà em nghe vậy em rất là khó chịu. Em nói là đó là chứ không phải là bị. Em kiểu như là em tìm một cách để em chống chế lại, em cãi lại với người ta là đừng có nói người ta như vậy, cái đó không phải là cái người ta muốn, kiểu như người ta sinh ra là đã như vậy rồi, chứ đừng có nói là bị, cái kiểu vậy. Em rất là khó chịu. Thì chị khóa trên của em là một tomboy, thì lúc đó là quen bạn của em, quen thôi. Lúc đó em cũng bình thường, cũng chơi chung thôi chứ không có cảm tình gì hết á. Nhưng mà từ khi hai người đó chia tay thì trong một cái khoảng thời gian đó nói chuyện với bạn, với chị, với tomboy kia thì tự nhiên em có tình cảm. Em không biết sao, cái khoa em rủ học khoa rồi cái đi thì mọi người cứ giỡn, em cũng giỡn rồi vác vai rồi nắm tay, thì con gái với con gái mà thì nắm tay bình thường. Cái tự nhiên em thích. Tại vì theo nghiên cứu là theo khoa học nghiên cứu, là 80% con gái là song tính. Ý là em nghe nói thôi chứ không phải là em tra. Nhưng mà con sao? Gái là đúng á, tại vì rất nhìn gái đẹp hoặc thích là tomboy. Ngày xưa cũng từng thích đơn phương một bạn, vừa là tomboy, một bạn tomboy và một bạn nữ luôn. Dạ. Em có cảm giác kiểu vậy, em định nói rồi nhưng mà em sợ lắm, em không dám nói. Tới bây giờ giờ vẫn vậy, người kia có bạn gái rồi mà em cũng chưa nói vậy. Nhưng mà cảm xúc của em nó kéo dài trong bao lâu? Tới bây giờ em vẫn còn thích. Tới bây giờ như là có thể là muốn cái cảm giác ấm áp khi bên người đó thôi. Thích kiểu gì ta? Không biết. Thích kiểu khó quá. Chắc là em ngưỡng mộ nhiều hơn. Em cũng không biết sao nữa. Không, đôi khi là chúng ta có những cái cảm xúc nó bất chợt như vậy đó mà nó kéo dài rất là lâu. Thực ra bọn nghĩ là cái chuyện mà cảm xúc có với nhau đôi khi là chỉ cần một cái nắm tay thôi là nhớ hoài, mà cũng không lý giải lý do vì sao. Cũng có những người từng rơi vào trạng thái đó. Các bạn nam có bị không? Tôi bị nè. Đây nè, Lincoln bị nè. Để cho anh ta nói. Lúc đó là cái thời mà còn mọt sách á. Cái này cái thời Lincoln là mọt sách mà. Mọt sách hả? Cái thời đó thì không dám nói chuyện với con gái, nói chuyện với con gái là run. Là sẽ cà lầm. Lúc đó đi học thì cũng không có đi chơi nhiều, đi học về là đi về nhà thôi. Thì cũng thích là giống như là Misoa với là Bích Trâm vậy đó. Thích một kiểu đơn phương, nghĩa là thích cái bạn đó từ khoảng như là 3 năm, là thích thầm thôi. Cái bạn đó làm gì thì vẫn thích, vẫn đứng phía sau nhìn. Có một lúc bạn nói chuyện tới gần là lúc đó là điểm sụt luôn, là không dám làm gì hết, không dám mất điểm luôn, mất điểm luôn. Cho mình cục tẩy, chạm cục tẩy không là cũng rung rồi, cũng đỏ mặt. Thích thầm vậy thôi, cứ là không dám nói gì hết, tại vì cái tính cách của Lincoln rất là nhút nhát. Không có dám nói gì hết. Rồi sau đó cái hai người cũng đi học những cái khoa khác. Thì sau đó Lincoln học y, bạn nó học y, cái gặp lại trong một cái trường hợp lúc đó cũng đỡ hơn một chút. Mới nói chuyện là hồi đó là nhớ là hồi đó cũng vui, tại tớ thích cậu. Ủa vậy hả? Tớ hồi đó cũng thích cậu. Cái người con gái nói lại tiếc nuối. Thì bây giờ nếu mà nói ra có đến được với nhau không? Không, tại bạn nó đã có người yêu rồi. Trời ơi. Thôi nói chung một rút kinh nghiệm ha. Thích ai thì nói cho người ta biết, chứ đừng có đơn phương. Nhưng mà từ từ nó vẫn còn rất là nhiều câu chuyện đơn phương khác nữa. Theo dõi nè. Thích người ấy mà gặp nhau là chửi nhau như chó với mèo. À, hay giống trong phim. Cái này giống trong phim nè. Phim hay chửi trong đó. Câu chuyện của ai đâu? Của em. Cái việc mà hồi nãy em cũng như là Misoa cũng có chia sẻ là em thích một người nhưng mà em không bao giờ nói thích người đó hết. Giống kiểu mình sẽ gây ấn tượng với người đó bằng cách chửi nhau như chó với mèo. Đó, chàng trai này thì em biết hồi năm tiểu học rồi, và là một người học rất là giỏi, rất là cao, rất là đẹp trai. Nói chung là em thích. Xong rồi đến năm cấp 2 bọn em có cơ hội học chung với nhau. Đó là năm lớp 7. Càng học chung thì càng thấy thích bạn này, bởi vì bạn này là một người rất là thông minh, rất là giỏi. Mà kiểu một con trai không phải là người mọt sách, mà rất là mê game và thích thể thao. Nhiều thái cực trong một con người. Và bạn đó cũng chính là người mà tạo cho em động lực để em học tốt hơn. Đi học nào em? Tại vì bạn đó học rất là giỏi nên em muốn là nếu như mà em ngỏ lời thích bạn đó thì em cũng phải là có một chút gì đó ngang ngửa với bạn đó, kiểu vậy. Thì phụ huynh nào mà có được con em chắc mừng dữ lắm. Động lực là bởi vì trong trường có trai đẹp không? Và em cứ thích đơn phương như vậy. Bao nhiêu lâu? Cho đến khi chứng kiến bạn đó quen bạn thân của em nữa. Lại bạn thân. Lại có anh bảo em có biết một cái câu rất là hay: tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Anh bảo thấy đúng không? Bạn thấy đúng không? Lỗi ở bạn thân hả? Lỗi ở bạn thân. Bạn thân đâu có lỗi đâu. Lỗi đâu. Thật ra cái lỗi là ở cái người mà đi chơi với bạn thân, có hiểu không? Không có lỗi, là lỗi do mình không thổ lộ. Đúng rồi. Bây giờ mình vẫn còn hối hận. Em nghĩ là nếu như mà thời gian quay trở lại em sẽ thử thổ lộ một lần xem sao. Nhưng mà mấy lỗi bạn đó cũng thích mình thì sao? Tại sao mình lại giữ trong lòng làm cái gì? Tới cái đợt em vô đây học đại học thì xong rồi em về. Đợt Tết em về em định thổ lộ với bạn đó. Ngồi cả nhóm họp lớp á, xong ngồi đi ăn, xong kiểu có nên thổ lộ không ta? Nhưng mà bạn đó nói trước: mày ơi, mẹ tao cấm không cho quen con gái sinh năm 94. Là bảo là bị cắt tuổi hay như thế nào đó. Là bố mẹ của bạn đó rất là kỹ, là tính cả cái chuyện là nếu như mà con quen bạn gái thì con phải coi tuổi này nọ kia. Bởi vì không có hợp với đường làm ăn sau này nọ kia, công danh sự nghiệp. Dạ, em nghe vậy kiểu rồi thôi, giữ trong lòng. Cho mình hỏi cái câu nãy là hay chửi với nhau như chó với mèo. Vậy thì cái thường là chủ đề cãi lộn với nhau là gì? Không lẽ tự nhiên buồn lại kiếm chị hơi cãi lộn không? Không. Có nghĩa là bọn em hồi đó kêu với nhau là mày tao ấy. Mày tao rồi. Đi học rồi học chung nhóm với nhau. Ví dụ như là một cái vấn đề thì giống như là như bạn đó trực nhật đi, thì bạn đó quét thì kiểu em cố tình em cứ đi ngang qua, xong rồi ông nội kia ông vô duyên với vợ, tự nhiên đụng vô tôi vợ. Cứ vậy đó. Cái chiêu thức đó. Đó. Dấu hiệu. Có nghĩa là mình cố tình mình gây sự chú ý với bạn đó bằng cái việc mà chửi nhau vậy thôi, và mình chẳng có thổ lộ gì. Nhưng mà em nghĩ á, nếu như mà những bạn mà nào mà còn thích tình đơn phương á thì em nghĩ là nên thổ lộ đi nhờ. Đó là lý do mà tự câu chuyện Misoa ngày xưa cho tới bây giờ là lúc nào cũng phải quyết định rằng là nếu mà mình thích thì mình nói. Đúng chút là cũng phải nói. Đừng có giữ. Không được. Không được. Nhưng mà phải coi coi là người ta có ý thích mình hay không, chứ nếu mà không cần biết luôn. Không, nếu mà không có ý là Vân sẽ bỏ luôn á. À, là em thích người ta nhưng mà người ta phải thích em lại em mới tự thổ lộ hả? Còn không thì thôi, em không thổ lộ. Em cũng vậy á. Trai cũng vậy mà. Có nghĩa là chờ. Bật signal lên xong rồi đứng chờ. Có một cái câu chuyện tình đơn phương. Em thì em đồng ý với Misoa, khi mà em thích một chàng trai nào đó em sẽ thổ lộ liền. Em sẽ chủ động. Có hai phe. Coi như là có hai phe bên đây, thì các bạn nam thích phe nào hơn? Thích được con gái chủ động mà thích chưa? Có hai phe nhưng mà em bị nửa mùa á. Dẹp luôn. Dẹp luôn đi nữa bộ khỏi tính vô. Của em sao? Tại vì em cũng có một cái mối tình đơn phương mà lúc đó em cũng còn đi học, học rất là nhỏ, nhưng mà thương một cái bạn nhỏ hả? Dạ. Mẫu giáo hả? Đâu có, tầm cũng phải là lớp 5 rồi. Ồ, lớn dữ. Nhưng mà lúc đó là mình không được gì đâu, mình rất là sổ sữa, hết là đêm sọ soi nhìn rất là cưng, rất là sổ sữa, thì thích cái bạn lớp phó. Lớp phó học giỏi. Tại vì nó hay kiểm tra bài mình thì lại ít bài lắm. Thích chép không à. Cho nên là nó hay phạt, nó mét cô mà mình kiểu mình thương nó mà nó cứ mét cô mình tức. Nhưng mà mình vẫn thích. Cái một ngày nọ mình rảnh quá, mình không biết làm gì, thì nguyên một lớp đang làm bài á, cái mình lấy tờ giấy ra mình viết, mình biết à, thí dụ như thằng Hưng đi thích con Thư đi, mình lấy viết mình viết Hưng thích Thư, xong này thích kia, xong cái tới mình ghi tên em, xong thích cái người đó, xong mà cô kêu Khoa viết gì đó đưa đây cho con, là cô cầm cái tờ giấy đó lên cô đọc nguyên lớp luôn á. Wow. Cái gì đây Khoa thích Ngân hả? Con thích Ngân hả? Là lúc đó là dạ con biết chơi thôi. Chiều nó mẹ vô đây cho cô. Là cái mối tình duy nhất, mối tình đơn phương là lúc đó thôi. Hồi em học lớp 7, lớp 9 gì đó thì em cũng có dạng vậy, có nghĩa là em với cái bạn đó chơi chung nhóm với nhau, và bạn đó hay giúp em học, tại em học hơi kém, hồi nhỏ học hơi kém. Thì là sưng tao mày và rất là hay cự nhau, cực kỳ cự luôn. Mà nó ngồi sau lưng em anh, nó lạnh lắm, nó cứ ngồi giật cái tóc vậy nè. Em quay qua em bắt đầu nó một cái, bắt thẳng luôn, không nói năng gì luôn. đó. Sau đó là cái một lần cái nó cứ, tại vì em họ Lúc mà nó cứ chọc chọc em sao á anh, em cứ lúc này lúc kia lúc cái em đang chực nhật á, cầm chổi á, em hang đầu cái nốt người ta luôn. Hai đứa vô phòng Hiển Thị em đánh nó tiếp, vô phòng Hiển Thị em chưa xong em lôi nó em đánh nó tiếp. Trời ơi sợ quá. Sau đó sợ quá, sợ quá. Hồi nãy lúc đầu là bát thôi, sau đó em chổi lên thứ ba là gì vậy em? Thật sự ra thì là em có thích nó, nhưng mà em không biết nó thích em không, nhưng mà em có thích nó. Rồi sau này thì là lớn lên xíu cái em cũng hỏi em nói chuyện chơi thôi đó. Ê, hồi lớp 9 thích ông ba. Wow. Luôn em nói luôn, wow. Hồi xưa tôi thích ông lắm ba. Bây giờ sao? Cái nó trả lời là hồi xưa tôi cũng thích bà nữa bà. Nó ủa sao không nói? Cái em cũng hỏi lại ủa sao không nói? Tại vì bà điên quá tôi không dám nói. Mới làm vậy thôi dám nói. Nói chung là từ đó về sau Lúc Vân ế tới bây giờ. Rồi đây một cái trường hợp nữa, cảm nắng người từng thích mình. Ủa là sao đây? Khi nào thích rồi hết thích đúng không? Cảm rồi lúc đó mình mới cảm nắng. Ai đấy là cái đề tài. Ủa Thanh, em lại khó vậy? Em lại gửi signal ngoài vũ trụ giống như Bích Trâm nữa hả? Em không biết tại sao mà trước giờ chuyện tình cảm của em nó toàn rơi vào những cái ca rất là em không hiểu. Vậy em kể thử đi coi mọi người hiểu không? Cái bạn này á thì ngày xưa bạn là người tán tỉnh em. Nhưng mà bạn ấy nói chung là bạn ấy cái cách tán tỉnh của bạn cũng rất là nhanh. Thời điểm đó thì em cũng kiểu là không có thích bạn ấy cho lắm. Thành ra là cứ là bạn ấy cứ tán em rồi em cũng chỉ là nhắn tin qua lại phớt lờ, kiểu là xem như là bạn bè bình thường như vậy thôi. Thì cứ tán tỉnh nhau được độ khoảng tầm 6 tháng, cũng khá là lâu, cũng là 6 tháng. Đó thì em mới cảm thấy là thôi không ổn. Thì thôi tụi em bắt đầu tụi em mới giãn ra. Em mới giãn ra, em mới là không liên lạc, không nói chuyện gì với bạn nữa. Thì bẵng nhau đâu được khoảng tầm 2 tháng sau thì em mới vô tình em làm quen được với lại một cái anh đồng nghiệp làm cùng công ty với ảnh. Thì em mới vô tình em biết là trong công ty á, cái anh mà từng tán tỉnh em á, ảnh là một cái người rất là kiểu năng nổ cho công việc, rất có cái chí cầu tiến. Mà cái điểm đó là cái điểm mà em cực kỳ cũng như là cái điểm yếu của em. Khi mà em biết về cái người đàn ông nào đó thì em sẽ thích ngay những cái người mà có chí thú làm ăn. Thì tự nhiên cái em nghe xong em cũng cảm thấy cũng có cảm tình. Mà em bắt đầu em suy nghĩ là tại sao cái lúc mà ảnh tán tỉnh em, ảnh thích mình mà ảnh không thể hiện ra cái mặt tốt như vậy, mà lúc nào cũng thể hiện cho mình cái cảm giác là lúc nào ảnh cũng là cái người bad boy. Nó làm cho em có cái sự tò mò và em bắt đầu em đi tìm hiểu. Thì em mới nhận ra là mình thích ảnh nào không hay, mình thích lại từ đầu. Nhưng mà lúc đó anh đó còn thích em không? Dạ không. Em đã tốn hết 8 tháng tuổi thanh xuân của người ta mà. Tới cái lúc mà em phát hiện ra là mình yêu ảnh nhiều lắm luôn ấy, thì em không biết là ảnh với em có một cái duyên nợ hay cái gì không, mà cứ lâu lâu em vô tình gặp ảnh ngoài đường. Nhiều khi em đang chạy ngay ngã tư vậy nè, cái đèn đỏ em dừng xe, cái em nhìn qua nhìn lại thì thấy ảnh ngồi ở quán cà phê kế bên, ngồi sát cửa sổ luôn. Đó, cứ những cái mối quan hệ nó cứ như vậy đó. Thậm chí em nói chung là cái mối quan hệ đó nó làm cho em bị bế tắc đến nỗi mà em đã phải ngưng công việc mà em làm trong suốt 8 năm vừa rồi. Bẵng đi một thời gian cũng cố để cân bằng lại cuộc sống của mình. Thì em mới là tìm một cái công việc khác. Thì vô tình cái ngày hôm đó em đi lên em phỏng vấn xong hết rồi, công ty chuẩn bị nhận em rồi, thì em đi ra ngoài cửa em phát hiện là ảnh đang ngồi trong văn phòng đó. Và nếu như em chấp nhận em nhận cái job đó thì em với ảnh sẽ cùng làm một team với nhau. Duyên nợ rồi em ơi, hay quá ha. Bỏ công việc mình đang làm 8 năm xong rồi chọn một cái công ty của người ta. Nhưng mà sau đó nữa cơ. Hả? Chưa xong chưa. Bây giờ dứt chưa nè, trời ơi. Sau đó nữa thì tụi em cũng bẵng qua một thời gian. Thì cái hôm đấy thì em có hẹn cà phê với bạn, thì tự nhiên em đang ngồi quay lại thì ảnh ở đâu ảnh xuất hiện, ảnh ngồi kế bên em. Ảnh nhìn qua ảnh hỏi là Nami hả? Chào em. Xong em cũng bị bất ngờ. Xong mà hai đứa cũng kiểu nói qua nói lại. Thì ngày hôm đấy là em bắt đầu em suy nghĩ là mình có nên thổ lộ và anh biết hay không. Tại vì em nuôi hy vọng. Em không phải là em nuôi hy vọng mà em giữ cái tình cảm của mình đến độ khoảng tầm 2 năm nay rồi mà mình không nói được, mình bị ức chế. Thành ra là em đắn đo dữ lắm. Em cứ soạn cái tin nhắn vậy á, xong rồi em cứ soạn ra, xong rồi em xóa, em soạn xong rồi em xóa, rồi tay em nó cứ run vậy nè. Mà em suy nghĩ là nếu mà em bấm một cái nút enter một cái thôi là em chết ngay lập tức, kiểu như là mình bị rụng tim á. Mình không thể nào mình kiểm soát được. Nhưng mà lúc đó thì em đang ngồi cạnh một người chị, thì người chị đó mới chửi em, cũng hơi lớn tiếng, không hẳn là chửi mà cũng hơi lớn tiếng, là bảo là mày phải nhắn đi Nami, mày không nhắn thì làm sao mà người ta biết. Thì em nghe vậy em cũng thấy đục cũng đúng, mình phải nhắn thì người ta mới biết, với lại là mình nhắn thì mình mới biết được là cái cảm xúc mình tới đâu. Cho tới chừng em nhắn rồi, anh trả lời chị em rồi, cho tới chừng em nhắn rồi, anh trả lời chị em rồi, em cảm thấy em hết thích nữa, là hết thích. Nhạc gì vậy? Ủa, từ từ, em nhắn cái gì và anh đó đã trả lời cái gì mà em hết thích? Cuộc tình không may. Em nhắn gì em? Em nói là cho bức xúc lắm luôn á. Em đang đợi cái kết là không hiểu lắm. Cái kết này người ta gọi là cái kết twist ở trong điện ảnh. Em bắt đầu em nhận ra như vậy nè, đúng là đôi lúc á thì mình để trong lòng quá lâu thì mình cứ ngộ nhận đó là mình còn thích, chuyện là mình còn thích rất là nhiều, mà thật ra đó chỉ là cái cảm giác là mình không có được người ta thôi. Đúng, khi có được rồi là không thích được, cảm giác muốn sở hữu. Lúc Vân nhớ mời Kim Thanh vô viết kịch bản phim nha. Tại em thấy là câu chuyện hay đó, mọi người rất là tập trung, anh không nói một cái lời nào trong suốt 10 phút vừa qua luôn. Cuối cùng em phạt rồi xong em cũng sốc nữa. Bạn Nam thấy sao ạ? Cuộc thảo luận ngày hôm nay như thế nào ạ? Có rất là nhiều cách yêu đơn phương đúng không ạ? Rất là nhiều câu chuyện khác nhau. Thế thì các bạn có lời khuyên cho các cô bạn gái của chúng ta không ạ? Riêng Bi thì Bi không có lời khuyên gì hết, tại vì ai cũng như vậy hết. Em mà không khuyên là không cho em ngồi số sau luôn á. Tại vì hai mình nên khuyên nhau đi. Ví dụ như mà mình có thương nhau hay có thích nhau thì nên thổ lộ, cho dù như thế nào đi nữa nếu mà không được á thì mình vẫn giữ một mức độ đó là đẹp nhất là tình bạn. Còn nếu mà hoặc là biến thành phim như em thích ai là em sẽ viết vai cho người đó, nghĩa là hơi lộn nhầm. Xin lỗi, em thích ai thì em sẽ là viết nhân vật. Cái nhân vật nam chính của em sẽ giống như người em từng thích. Chứ tưởng mà em viết vai luôn là tối nay em đi cà phê đi. Nhưng mà phải nói ra. Đang nói với bạn trai á, thích ai đó. Lincoln, thật ra đối với Lincoln thì nó khác, có nghĩa là đối với Lincoln thôi chứ không có thể khuyên được. Lincoln sẽ đi tìm hiểu coi những cái dấu hiệu nào mà lạ thính á. Mình nhận được dấu hiệu của con gái, ví dụ vuốt tóc hay là cái gì đó khi mà đi với mình á, để mình đớp đúng không? Đúng rồi, để mình... Anh Bảo ơi, anh Bảo để người ta nói. Ở trong vậy thôi, đúng rồi, để mình đớp. Nhưng mà nó vui là vậy. Xem khi mình đi với người đó có dấu hiệu hay không thì mình nên thổ lộ. Nói chung là ngày hôm nay nói về tình đơn phương thì tất cả mọi người ở đây, biệt đội soái ca và các cô gái xinh đẹp cũng đều thống nhất một điều rằng là thích một ai thì nói với người ta biết. Có thể là người ta chưa thích mình, hoặc có thể là người ta chưa có gửi một cái signal gì đến với mình, nhưng mà mình không nói sao biết người ta có thích mình hay không, đúng không? Giống như là mấy năm sau đó bạn của Lúc Vân cũng nói lại là ồ, tôi sẽ thích đó, cuối cùng đâu tôi thích được đâu, phải không? Lại tiếc nuối một đời. Một lần nói một đời. Nhưng mà nói như vậy xong thì em với bạn đó có gặp mà gặp xong cái em thích hồi nhỏ với lớn lên khác nhau á. Vậy thì cơ hội chỉ đến một lần thưa quý vị, sẽ không đến lần thứ hai đâu. Cho nên thích ai đó thì cứ nói đi, còn người ta thích mình thì kệ đó, cứ nhận đi thưa quý vị. Rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta có một cái chủ đề rất là vui, trò chuyện rất là thoải mái với nhau. Và đó cũng chính là điều mà Giải Mã Tình Yêu muốn gửi tới quý vị. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều chủ đề khác nhau, những câu chuyện khác nhau để mà chia sẻ. Và rất là hy vọng rằng tất cả quý vị cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của bản thân mình với chúng tôi. Và biết đâu quý vị cũng sẽ là những người có thể ngồi trong những cái ban bình luận như thế này để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về tình yêu, để hiểu rõ hơn về tình yêu quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 22h30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng hãy xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.